Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách quay lại màn hình trên iPhone. Cái tính năng này trên bản OS 11 nó có sẵn luôn. Các bạn cần phải đào ứng dụng bên thứ ba về làm gì mệt. Nhưng mà đối với những phiên bản iOS OS 10 á, thì nó không có, mình phải cài với ứng dụng thứ ba vào. Nhiều lúc ứng dụng thứ ba vào nó không thích. Thì những bạn nào đang xài 5S hoặc là 6, 7, 8 gì đó thì mấy bạn nên nâng cấp lên iPhone lên OS 11 đó. Thì mình có tính năng này. Bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Nên mình vào cài đặt này. Đấy. Kéo xuống tìm chỗ trung tâm kiểm soát đó. Đấy. Vào tùy chỉnh điều khiển. Đây, bạn kéo xuống. Đây nó có một cái màn hình đây. Vậy anh vào vô cổng. Đó, nó sẽ lên đây rồi. Đó, xong rồi. À, bạn nhớ nếu bạn không thích thì bạn có thể xóa đi. Giúp trừ bên xóa này. Đấy, xóa. Xóa đi đó. Mình nhớ cộng lại nào. Rồi, bây giờ kéo lên. Nó nằm ở đây. Đấy, ướt quá rồi. Đây, đây ngay đây. Bạn nhấn vào mình vào. Đó, nó sẽ ra cái mục này. Vì tại sao nó ấn mạnh, vì lúc bạn mới cài cái này thì nó sẽ cái phần mặc định âm thân micro này nó sẽ tắt. Nên nó mặc định nó như thế này này. Nên bạn phải ấn mạnh vào nó để nó hiện lên. Thì mình bật cái micro lên. Lần sau thì bạn cần ấn mạnh nữa, bạn cần ấn được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua màn hình, cái màn hình. Mình đỡ rồi. Bây giờ mình sẽ có bắt đầu ghi này. Đó. Đó, nó ghi màn hình đấy. Đây, giờ mình thử cái màn hình nha. Thì nó bật ghi nó sẽ có thân này, đỏ 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 trên này này. Đó. Đó. Bây giờ bạn thao tác mình ghi gì ghi thoải mái. Đó. Giờ mình ghi mình thao tác trên web này đi. Đấy. Đó. Đúng không? Xong rồi khi bạn dừng á, dừng tắt thì bạn ấn nút đỏ này, đây. Đấy, nó sẽ hiện lên đó, dừng. Nó dừng lại. Đấy. Nó sẽ hiện lên nó video màn hình đó, mở lên. Nó có luôn. Đó, bây giờ mình phát này. Đó, thấy chưa? Nó ghi màn hình đấy. Đó, xong rồi đấy. Đấy. Đây. Giờ mình thử cái màn hình nha. Đó, đã chạy ra bạn nó mặt ghi nó sẽ có thân này, nó đỏ đỏ trên đây này. Đó. Đấy, bây giờ bạn thao tác bạn ghi thoải mái. Đấy, giờ mình ghi mình thao tác trên web này đi. Đấy. Xong rồi nha.